Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Gioana. Vì Gioana đã nên điềm lạ cho dân thành Ninive thế nào thì con người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninive cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời của Jonah giảng. Nhưng ở đây còn có người hơn Jonah nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, vị Thánh Phaolô tông đồ của chúng ta khi rao giảng tin mừng thì Ngài luôn có những lời nhận định rất rõ ràng và những quả quyết đầy xác tín. Vì có lần Ngài đã rao giảng như thế này: những người Do Thái thì tìm kiếm những dấu lạ, những người Hy Lạp thì luôn tìm cho mình một triết lý, còn chúng tôi rao giảng về một Đức Kitô đã chịu đóng đinh, chịu chết và sống lại. Và đó là một trong những dấu chỉ lớn nhất để chúng ta xác tín rằng mình sẽ được tha thứ tội lỗi và được hưởng hạnh phúc đời đời. Thưa anh chị em, chúng ta biết rằng đối với những người Do Thái vào thời Đức Giêsu thì họ luôn đòi hỏi những luật sĩ thể hiện cho họ thấy những dấu lạ để minh chứng những điều mà họ rao giảng. Và nhất là họ đòi buộc những ai tự xưng mình là tiên tri. Cho nên dường như Đức Giêsu khi bắt đầu công khai rao giảng tin mừng thì Ngài cũng không thoát khỏi cái đòi hỏi này. Bằng chứng cho chúng ta thấy khi Đức Giêsu đã ăn chay 40 đêm ngày thì Ngài đã bị ma quỷ không chỉ là đòi Đức Giêsu cho thấy những dấu lạ mà bắt Đức Giêsu phải thực hiện những dấu lạ đó. Bằng chứng cụ thể như là: ông hãy biến đá thành bánh để ăn khi mà đói, ông hãy nhảy từ trên nóc đền thờ xuống để chứng minh mình là con Thiên Chúa. Và thậm chí chúng ta thấy khi Đức Giêsu chịu chết trên thập giá thì những người đi qua đường cũng thể hiện bằng những lời nhạo báng: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá này đi để cứu chính ông và cứu cả chúng tôi nữa. Và trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, những luật sĩ và biệt phái tiếp tục đòi buộc Đức Giêsu hãy thể hiện những dấu lạ từ trời. Phải chăng những con người này từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy Đức Giêsu làm những phép lạ hay thực hiện những dấu lạ từ trời? Thưa không, họ đã rất nhiều lần chứng kiến những phép lạ Đức Giêsu đã làm, như là biến nước thành rượu, qua bánh ra nhiều, xua đuổi ma quỷ, chữa các bệnh tật, cho kẻ chết sống lại. Và đứng trước những phép lạ này, Chúa đòi buộc con người chúng ta phải nhìn vào đó để thấy một đấng Messiah đã đến, và đồng thời kêu gọi con người ta phải sám hối. Thế nhưng những con người này khi thấy những phép lạ thì đòi Đức Giêsu thực hiện tiếp tục những điều
bởi vì họ theo Ngài không phải vì tin mà chỉ vì được những cái của ăn vật chất. Cho nên đứng trước đòi buộc đó, Đức Giêsu hôm nay đã tuyên bố Ngài sẽ không cho họ một dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ của tiên tri Gioana. Vậy thì dấu lạ của tiên tri Gioana là gì? Chắc có lẽ ai trong chúng ta cũng nhớ, đó là trong thứ hai tuần vừa qua, bài đọc thứ nhất đã trình bày cho chúng ta về việc tiên tri Gioana đã cãi lệnh Chúa. Ngài kêu gọi ông hãy đi đến Ninive mà rao giảng tin mừng, nhưng ông không muốn đi, xuống tàu để trốn sang Tạc-xê. Thế là trong chuyến tàu đó bị sóng to gió lớn, và cuối cùng ông đã khai thật, cho nên người ta đã bắt ông bỏ xuống biển. Và chính lúc đó một con cá voi đã đớp tiên tri Gioana để đưa ông trở về Ninive mà rao giảng tin mừng. Cho nên cái dấu lạ của tiên tri Gioana ở trong bụng cá 3 ngày thế nào, đó là một cách tiên báo cho chúng ta về một Đức Kitô sẽ đến và chịu chết trong mộ 3 ngày, để rồi sẽ được phục sinh mà cho chúng ta được ân phúc. Và chúng ta có thể nhìn tiếp, tiên tri Gioana đến Ninive, ông rao giảng tin mừng mà ông không muốn người ta trở lại, bởi vì ông muốn rằng cái dân này sẽ bị phạt. Nhưng mà ngược lại, Đức Kitô đến trong trần gian là muốn cho mọi người chúng ta hãy ăn năn sám hối để được sống đời đời. Cho nên tin mừng hôm nay, một trong những điều mà nhắc nhủ mọi người chúng ta, một điều quan trọng đó là tôi cần phải ý thức việc ăn năn sám hối trong đời sống của mình. Và đây là một trong những điều quan trọng. Cho nên khi Đức Giêsu bắt đầu công khai rao giảng tin mừng, thì một trong những điều mà Ngài đã đề cập đến, đó là kêu gọi con người ta hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Cho nên tôi theo Đức Giêsu không phải là tôi đòi hỏi những dấu lạ này dấu lạ khác để đem lại lợi ích cho của cải vật chất của mình, mà điều quan trọng Chúa muốn rằng chúng ta hãy thể hiện sự ăn năn sám hối, bởi vì đó là một dấu chỉ lớn nhất để chúng ta được không chỉ là cuộc sống đời này mà là cuộc sống đời sau của mỗi người chúng ta. Amen.